Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau bị cách chức. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa triển khai quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỷ luật cách chức ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Ông Dũng bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm với vai trò là người đứng đầu đơn vị để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau bị cho là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý và bị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng thi hành kỷ luật đảng vào ngày 22 tháng 3. Được biết, ông Dũng trình độ chuyên môn bác sĩ chuyên khoa 2, được phân công làm Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau từ năm 2012. Trước đó, tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ của ngành y tế do liên quan đến những tiêu cực trong mua sắm bộ xét nghiệm Việt Á.